Và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới Temium Thì đối với Temium thì đây là một cái bảng gọi là thống kê cái phí trung bình của mạng lưới của Temium Thì hiện bây giờ trên mạng lưới của Temium cái phí trung bình là 11 đồng 55 cent Coi như là cái phí này cũng khá rẻ trong thời gian gần đây từ đầu năm tới bây giờ phí Ethereum cũng khá cao với cái đỉnh điểm là khoảng chừng trung bình là 39 đồng 49 sen ngày 23 tây tháng 2 và gần đây nhất đỉnh điểm là ngày 20 tây tháng 4 lúc đó giá của cái phí Ethereum lên tới 32 đồng 77 sen trung bình thì 11 đồng 55 nhiều người cho là cái phí này coi như là thấp cho những bạn nào mà có nhu cầu di chuyển tới Premium. Nhưng mà các bạn thấy là chúng ta đang sống vào trong một cái thời đại mới rồi. Tại vì 11 đồng 55 cent để mà di chuyển tới Premium là một con số rất là cao. Các bạn thấy được chúng ta đi về cái thời gian này năm ngoái đó cái phí chỉ có là 15 cent mà thôi, mà năm nay cái phí trung bình đã lên tới 11 đồng 55 cent. Thì một trong những cái vấn đề liên quan tới Premium các bạn cũng đã biết là tại vì cái mạng lưới tắc nghẽn cho nên cái phí mới cao như vậy thì mạng lưới tắc nghẽn Tại sao? Tại vì liên quan đến cái nhu cầu sử dụng Ethereum quá nhiều Đó mới chính là cái lý do Thì Ethereum có những giải pháp gì? Trong thời gian tới đây Có phải là Ethereum cứ tắt nhẹ như vậy hoài Khiến cho Ethereum sẽ từ từ mất đi cái phần trăm thị trường hay không? Thì bây giờ các bạn thấy chúng ta có những cái nền tảng khác như là Binance và bây giờ chúng ta lại nghe nói tới Cardano cũng sẽ bắt đầu cạnh tranh với Ethereum Và các bạn cần nên hiểu là thường lưu trữ Ethereum cũng có Binance cũng có và Cardano cũng có cho nên thường lưu trữ cả ba nhưng mà đối với thuận nếu như những bạn nào mà bỏ quên Ethereum đó thì các bạn có thể cần phải suy nghĩ lại tại vì các bạn thấy được là Ethereum thì giá cũng đã có cái sự tăng vọt trong cái thời gian mấy ngày hôm nay các bạn thấy được là Ethereum lại đạt đỉnh mới trong thời gian này và Ethereum lý do tại sao mà tắt nhãn tại vì cái nhu cầu rất là cao có thể nói là Ethereum bây giờ đó là dành cho những người nào mà có tiền lưu trữ và sử dụng một số lượng lớn Tại vì nếu các bạn sử dụng những cái ứng dụng trên mạng lưới của tem bây giờ như là các bạn you farming hay là sử dụng những cái dụng DeFi Thì nếu các bạn sử dụng cái số lượng lớn như là mấy trăm ngàn hay là mấy chục ngàn thì cái phí mười mấy đô, hai mươi đô thì nhiều bạn cũng cho là không đáng kể so với lại cái sự an toàn các bạn có được trên mạng lưới của Ethereum. Tại vì các bạn thấy được là chúng ta có thể sử dụng cái số tiền nhỏ hay là sử dụng những ứng dụng với cái số tiền nhỏ hơn trên những mạng lưới như là Binance Smart Chain nhưng mà nếu như mà nói về tin tưởng thì các bạn thấy được là tin tưởng bây giờ nếu như cái số lượng lớn thì người ta vẫn tin tưởng ở hơn và TVM, trong thời gian ngắn tới đây chúng ta sẽ có cập nhật kế tiếp của Tevium tháng 7 và cập nhật đó chính là cập nhật Harvard London và trong đó sẽ có một cái đề xuất như bạn có thể biết đó chính là EIP 1559 để giải quyết cái phí gas này trong thời gian tạm thời bằng cách là điều chỉnh lại phí gas và sẽ có một số lượng cái phí gas sẽ bị đốt đi có nghĩa là Ethereum sẽ từ từ biến mất đi nếu như mà nhiều người sử dụng Ethereum nhiều chúng ta cũng đang nói rất nhiều trong những video trước đây nhưng mà nào mà muốn biết thêm về đề xuất EIP 1559 thì các bạn có thể lên trên uh, YouTube của Thuần Capital các bạn có thể bấm vào EIP 1559 để tìm thấy những cái thông tin liên quan đến ERP 1559 này sẽ có những tác dụng gì liên quan tới giá cả của Ethereum. Ethereum có thể bị giảm phát. Đây điều mình thường đã chia sẻ với các bạn. Và kế đó nữa chúng ta sẽ thấy được những cái phát triển tầng hai của Ethereum như là Rollups và tầng hai của những cái mạng lưới như là của Uniswap vân vân sẽ có cái giải pháp tuần 2 thì những Ethereum sau này sẽ được giải pháp trên tuần 2 và sau đó sẽ được xác nhận ở tuần 1 thì trong thời gian một năm tới đây đây sẽ là những giải pháp ngắn hạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho mạng lưới của Ethereum và sau đó sẽ có Ethereum 2.0 chính thức ra mắt để có những cái hợp đồng thông minh nhiều bạn nói thuận là Ethereum 2.0 khi nào mới có thì thật ra đã có rồi nhưng mà chỉ là bây giờ chưa có hợp đồng thông minh mà thôi có nghĩa là vẫn đang trong tình trạng các bạn có thể là tham gia vào staking bản thân thường cũng tham gia vào staking ethereum 2.0 để nhận được cái phần thưởng staking nhưng mà nếu như là nó là sử dụng thì bây giờ chưa sử dụng được cần phải chờ đợi khoảng chừng là một năm nữa thì mới có thể sử dụng được nhưng mà trong thời gian ngắn hạn từ đây cho đến hè thì sẽ có những giải pháp như thường mới vừa chia sẻ để mà giúp đỡ cho mạng lưới của ethereum bớt tắc nghẽn đi và đây vẫn là một sự lựa chọn cho nhiều người mà cần cái lòng tin cao như là cái bạn thấy được chúng ta nhận được thông tin là cái ngân hàng ở châu Âu thì đã đưa ra một cái trái phiếu 2 năm, trái phiếu điện tử 2 năm hợp tác với lại ngân hàng Goldman Santander và Society thì đây là cái tài liệu mà có thể nhiều bạn đã đọc cái thông tin trên mạng Thật ra mà nói đó, cái tài liệu này nghĩa là gì? Nghĩa là cái dữ liệu liên quan đến cái trái phiếu 2 năm này đó là được lưu lại trên blockchain Mà là blockchain nào? Đó chính là blockchain của Ethereum Chứ không phải là blockchain của những cái nền tảng khác Tại vì như thường đã chia sẻ nếu như nói tới cái số lượng lớn mà nhiều người tin tưởng thì nhiều người bây giờ vẫn tin tưởng mạng lưới Cotermium và tổng cộng họ đã ghi lại cái số lượng trái phiếu được bán trên mạng lưới Cotermium cho cái trái phiếu điện tử 2 năm này là tổng cộng là 100 triệu euro. Và nhiều người cho đây lý do tại sao mà giá của Cotermium tăng lên thường thì không nghĩ như vậy tại vì đây không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nghe nói tới một ngân hàng lớn ghi lại cái số lượng trái phiếu trên mạng lưới Cotermium. Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới Dogecoin thì các bạn thấy là Dogecoin lại tăng trưởng ngày hôm nay 17,5% Tại vì sao thì các bạn thấy được là Elon Musk lại tiếp tục thuyết về Dogecoin và các bạn thấy được là cái đồng này đó là một đồng đứng hạng thứ bảy bây giờ và có thể nói là đã làm cho nhiều người cực kỳ bất ngờ tại vì vô được hạng thứ bảy và không rời khỏi các bạn thấy được là vẫn tiếp tục có cái sự ổn định ở trong cái vị trí này và vẫn tiếp tục có được những cơ hội mà nhiều người tin tưởng sẽ tiếp tục thâm lên như là cái bàn thấy được chúng ta nhìn vào trong vòng 14 ngày qua đã tăng 164% trong vòng 30 ngày qua đã tăng 479% và một năm qua đã tăng 15.588% thì nhiều người có thể coi đây là một cái trò đùa nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng này đã khiến cho rất nhiều người kiếm được rất là nhiều tiền. Như là các bạn thấy là một bài viết được chia sẻ rất là nhiều trong thời gian gần đây, đó chính là bài viết liên quan tới một người sống ở Los Angeles thì người này là 33 tuổi, người này có cái tên là Clauber Constatodo thì đây là một người mà tin tưởng vào đồng Dogecoin tại vì tin tưởng Elon Musk thì đây là một người đó mà đã để dành được ở cái tuổi là 33 mà để dành được 180.000 thì coi như là cũng là một người mà rất chịu khó để dành và người này đó tìm hiểu về đồng Dogecoin đồ ở trên Reddit sau đó uh, lại uh, thích Elon Musk cho nên cuối cùng đã quyết định là đầu tư 180.000 đô vào trong đồng Dogecoin đồ này đây là tất cả cái số tiền mà người này có và không những gì người này đầu tư 180.000 đô là tất cả tài sản người này có vào trong Dogecoin và sau đó lại sử dụng margin cực kỳ nguy hiểm nhưng mà các bạn thấy được là người này cũng đã có được một sự lợi nhuận rất là cao tại vì người này đã mua đồng Dogecoin đó cái lúc mua là giá của đồng Dogecoin chỉ có 0,045 cent mà thôi là đây là thời điểm ngày 5 tây tháng 2 thì chỉ có hai tháng sau thôi thì người này đã có thể trở thành một triệu phú Dogecoin. Các bạn thấy được đây là cái ngày 15 tới tháng 4 thì người này ở trên Reddit đã chụp lại cái hình tài khoản của mình và các bạn thấy được là đã có 1 triệu 81.441 đô và tất cả đều Dogecoin hết. Thì các bạn thấy được là đồng Dogecoin có thể nhiều bạn cho là mắc cười thường cũng cảm thấy như vậy nhưng mà thực sự bây giờ có rất nhiều người không chỉ riêng là người này mà thường cảm thấy là trên YouTube cũng có rất là nhiều người đã kiếm được cái số lượng lớn thông qua Dogecoin. Thì cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó Bản thường Thuận thì không có đầu tư vào Dogecoin Tại vì các bạn có biết cách đầu tư của Thuận Thì Thuận thích đầu tư vào những đồng nào mà tin tưởng lâu dài Dài hạn, chung minh giá Đồng Dogecoin không phải là một cái đầu tư tốt Đối với cách đầu tư của Thuận Nhưng mà nếu như bạn thích thì cứ đầu tư Cái này là mỗi người, mỗi thích mà thôi Nhưng mà các bạn thấy được là người này đó Sau khi mà lợi nhuận được rất nhiều, hơn 1 triệu đô la Thì nó là sẽ không bán cho đến khi nào Mà cái số 1 triệu này trở thành 10 triệu thì các bạn nghĩ sao nếu các bạn bây giờ đầu tư 180.000 mà trong vòng 2 tháng Từ 180.000 đã có 1.081.441 đô Mà là các bạn đầu tư vào một cái đồng gọi là đồng Dogecoin Thì cho bạn sẽ làm gì? Các bạn có tiếp tục lưu trữ ho đồ giống người này lên tới 10 triệu hay là không? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới Bản thân Thuận thì nếu như mà Thuận có được cái sự may mắn này Thuận nghĩ là Thuận cũng đã chốt lời rồi Tại vì trên căn bản Thuận không có tin tưởng vào Dogecoin nhưng mà Thứ không tin tưởng, tưởng cũng không quan trọng tại vì nhiều người tin tưởng, tưởng và đồng đô đồ coi lại có Elon Musk thì cái cơ hội tăng có hay không thì các bạn thấy được là hoàn toàn có thể như là các bạn thấy được là có bao nhiêu người nghĩ là đồng đô đồ có thể tiếp tục tăng nữa hay là không chỉ cần là chúng ta có Elon Musk tiếp tục thuyết về đồng đô đồ coi như là ngày hôm qua ngày 27 tây thuyết về đồng đô đồ coi thì lại có sự tăng trưởng kế tiếp mà thôi thì các bạn thấy được đồng này đó là một đồng mà dựa vào những người như là Elon Musk để có sự tăng trưởng hay dựa vào những cái trend, những cái nhóm người cùng nhau để mà pump đồng này lên thì sẽ tiếp tục pump mà thôi. Thì cái đồng Dogecoin này đó dựa theo người này, đương nhiên là không có tài liệu chính xác nhưng mà dựa theo người này đó thì Elon Musk đã nắm giữ 1 phần 3 của tất cả đồng Dogecoin có trên thị trường. Đương nhiên đây chỉ là lời nói phiến diện của một người mà thôi chứ còn thực như thế nào thì không ai biết được. Đây là tin tức liên quan tới Dogecoin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn cũng nên nhớ là người này may mắn nhưng mà không phải cũng may mắn như là các bạn thấy này, ngày 24 tây tháng 4 mới đây thì cái số lượng người ngày 24 tây đó có một thời gian ngắn cái số lượng người mà bị thanh lý tại vì lon đồng Dogecoin nhiều hơn là Bitcoin trong một thời gian ngắn ngày 24 tây. Các bạn thấy được là trong vòng 12 tiếng đồng hồ của ngày 24 tây đã có 44 triệu đô la đồng Dogecoin tổng cộng bị thanh lý Trong khi chúng ta thấy được là Bitcoin cùng thời gian đó có 117 triệu đô la Bitcoin bị thanh lý Có nghĩa là cái số lượng đồng Dogecoin bị thanh lý rất là nhiều khi mà chúng ta so sánh cái số lượng lệnh so với lại Bitcoin Kế tiếp thì các bạn thấy được là gần đây thì có rất nhiều người khi mà mới tham gia thị trường này đó thì họ lại thích đầu tư vào đồng Dogecoin và đồng XRP Nhưng mà Ít ra thì đồng Dogecoin các bạn thấy được là cũng đem tới rất nhiều những người mới vào trong thị trường crypto này những người mà có thể là họ chỉ biết tới thị trường crypto thông qua Dogecoin mà thôi tại vì họ cảm thấy đây là một cái phong trào rất là thú vị nhưng mà ít ra thì đồng Dogecoin này cũng đưa thêm được người vào trong thị trường crypto này đây là điều liên quan đến Dogecoin tôi muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp thì chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin on-chain đi thật ra mà nói cũng không gì gọi là quá đặc biệt các bạn thưa chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra đó thì ngày hôm qua chúng ta có thêm một số lượng Bitcoin nạp vào nhiều hơn rồi rút ra là 4.999 đồng nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là cũng không vừa là quá đáng kể. Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới cái số lượng giao dịch Bitcoin nạp lên trên sàn trong thời gian gần đây thì các bạn thấy được là những thời điểm nào mà có nhiều giao dịch Bitcoin được nạp lên trên sàn đó chính là thời điểm là giá Bitcoin khoảng 54.600 và 54.300 nhưng mà tôi nghĩ là cái mức này bây giờ đó lúc là video là 54.500 là cái mức mà có một số Bitcoin đưa lên sàn nhưng mà cũng có người đưa đồ ổn định lên trên sàn để mua Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được cái số lượng không có gọi là đáng kể thì bây giờ À, chúng ta nhìn vào cái funding rate như là cái phí qua đêm trên những cái sàn mà margin thì chúng ta thấy được cái phí qua đêm bây giờ thì cũng gần như là không có có nghĩa là cái số lượng long và cái số lượng sốt nó gần như là bằng nhau chúng ta không thấy được là nghiêng về một bên nào hết bây giờ đó thì chúng ta không có nhiều cái xu hướng rõ ràng ở trên tình hình on chain và nhiều trader bây giờ rất cẩn thận kế tiếp nữa các bạn thấy được là Tuy là gần đây chúng ta thấy có thêm một số lượng Bitcoin được nạp lên trên những cái sàn nhưng mà trên căn bản nhìn trong thời gian qua thì cái xu hướng vẫn là Bitcoin càng ngày càng biến mất đi trên sàn và cái số lượng nạp lên sàn trong thời gian gần đây đó cũng không gọi là đáng kể như là các bạn thấy trên màn hình, cái số lượng Bitcoin này nạp vào thêm không đáng kể. Cái tiếp là liên quan đến là cái thông tin tương tự như mà của Temium thì các bạn cũng thấy là cũng tương tự mà thôi cái số lượng Temium được nạp vào và rút ra trong vòng 3 ngày qua đó thì có ngày rút ra nhiều hơn nạp vào có ngày thì nạp vào nhiều hơn rút ra nhưng mà cái số lượng thực sự là không đáng kể chúng ta nhìn vào Ethereum thì cũng tương tự như là Bitcoin gần đây chúng ta thấy được là có một số lượng Ethereum được nạp lên trên sàn nhiều hơn là rút ra cho nên cái số lượng Ether tăng lên nhưng mà chúng ta nhìn tổng quát thì cũng tương tự như là Bitcoin cái số lượng Ether ngày lại càng biến mất đi ở trên thị trường và cái số lượng tăng trưởng gần đây không đáng kể và đây những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.